Tiếp nối thành công của các kỳ triển lãm trước, Farm Healthcare Việt Nam 2019 được đánh giá là hoạt động xúc tiến thương mại uy tín chất lượng, mang tới cơ hội kết nối giao thương nhanh và hiệu quả cho ngành y dược của Việt Nam. Tại buổi giới thiệu về triển lãm này, đơn vị tổ chức cho biết Farm Healthcare Việt Nam 2019 là nơi hội tụ nhiều công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, là điểm đến của các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến y tế, dược phẩm, chăm sóc sức khỏe. Năm nay, triển lãm thu hút sự tham gia của 600 gian hàng đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ như Đức, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ, Canada. Đồng thời, triển lãm tiếp tục có sự hiện diện của các khu gian hàng thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam. So với triển lãm lần thứ 13 năm 2018 thì triển lãm 2019 là lần thứ 14 thì đã quy tụ được đông đảo các doanh nghiệp tham gia, hơn cái quy mô là lớn nhất, vượt trội so với các cái triển lãm chuyên ngành có cùng chuyên ngành ở tại Việt Nam, và thu hút được lượng lớn các cái doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm chiếm tới trên 60%. Và những cái hoạt động tại triển lãm cũng rất là phong phú, từ các hội thảo giới thiệu về chính sách, cơ hội và những cái hội thảo về ung thư, hay là những cái hội thảo trao đổi giữa các cái doanh nghiệp, trao đổi về kinh nghiệm giữa các cái doanh nghiệp về trang thiết bị. Và năm nay thì triển lãm sẽ thu hút nhiều hơn các cái khách tham quan chuyên ngành tới tham quan giao dịch tại triển lãm. Nhằm đem lại hiệu quả trong công tác xúc tiến thương mại, trong khuôn khổ triển lãm sẽ có các cuộc hội thảo chuyên ngành giúp các doanh nghiệp Việt Nam và đối tác có cơ hội tập trung giới thiệu, phát triển thị trường, công nghệ mới và ứng dụng phổ biến hiện đại nhất trong ngành y dược.